Cô Yến xin chào tất cả bố mẹ và các con yêu. Chào mừng các con đã quay trở lại với bài học tiếp theo của cô Yến trong chương trình sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Các con ơi, ở buổi học trước thì cô trò mình đã cùng nhau học bài 21 rồi đúng không nào? Vậy thì trước khi vào bài mới ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ cùng nhau đọc lại bài 21 nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc bài tập đọc trong bài 21 cho cô Yến nhé. Các con đọc cho cô Yến nào. Chúng mình đọc toàn bộ bài này cho cô Yến nhé. Bi ở nhà. Cô Yến đọc lại nhé. Bi ở nhà. Nhà có giỗ, mẹ nhờ Bi giỗ bé Ly. Bé nhè, Bi bế bé, bé lơ mơ. Bi đi nhẹ nhẹ, giỗ bé khó ghê cơ. Như vậy là cô trò mình đã cùng nhau ôn lại bài đọc ở bài 21 rồi đúng không nào? Các con thân mến, giờ học hôm trước chúng mình đã cùng nhau học bài 21 là bài ôn tập đúng không nào? Hôm nay chúng mình sẽ sang học bài 22 nhé. Cô sẽ giới thiệu cho các con hai âm và hai chữ mới. Đó là chữ gì? Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài ngày hôm nay nhé. Quan sát cho cô Yến. Đây là chữ ngờ. Chữ ngờ được ghi âm ngờ. Chúng mình đọc là ngờ. Các con đọc cho cô nào. Ngờ. Ngờ. Tiếp theo, chúng mình cùng quan sát vào quan sát tiếp và cho cô Yến biết. Chúng mình có biết chữ gì đây không? À, cô Yến sẽ bật mí nhé. Đây cũng là chữ ngờ và được ghi âm ngờ. Chúng mình đọc cho cô nào. Ngờ. Ngờ. Như vậy là chúng mình đều có hai chữ ngờ đúng không nào? À, hai chữ này đều đọc là ngờ và đều ghi âm ngờ. Cô Yến giới thiệu nhé. Chữ này là chữ ngờ đơn. Chữ này là chữ ngờ đơn. Và đây là chữ ngờ kép. Đây là chữ ngờ đơn. Còn đây là chữ ngờ ngờ kép. Đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng nhìn vào hai chữ ngờ này và so sánh cho cô chữ ngờ đơn và chữ ngờ kép có điểm gì giống và khác nhau. Các con quan sát vào hai chữ ngờ này và cho cô Yến biết hai chữ ngờ này có điểm gì giống và khác nhau. À, hai chữ ngờ này có điểm giống nhau là đều có chữ chữ N và chữ G đúng không nào? Đều có chữ N và có chữ chữ G. Và điểm khác nhau là gì? À, ở điểm khác nhau đó là ở chữ ngờ ghép thì có thêm chữ hờ đúng không nào? Và ta đọc đây là ngờ kép đúng không nào? Khi đọc thì cả hai chữ này đều đọc là ngờ. Chúng mình đọc lại cho cô nào. Ngờ. Ngờ. Như vậy là bài ngày hôm nay cô Yến sẽ dạy cho chúng mình hai âm mới, đó là âm ngờ và âm ngờ. Chúng mình cùng mở sách giáo khoa bài 22 trang 42 và 43 để chúng mình cùng bắt đầu vào bài ngày hôm nay nào. Chúng mình cùng vào phần một nhỏ làm quen. Quan sát tranh và cho cô Yến biết tranh vẽ gì. Tranh vẽ gì đây các con? À,
tranh vẽ cái ngà voi đúng không nào? Cô Yến có tiếng ngà, các con đọc nào. Ngà, ngà, ngà. Vậy chúng mình quan sát tiếng ngà và cho cô Yến biết tiếng ngà gồm có những âm nào ghép lại. Tiếng ngà gồm có âm nào ghép lại đây? À, tiếng ngà gồm có âm ng và âm a, có thêm dấu huyền ở trên a đúng không nào? Vậy thì bạn nào giỏi có thể phân tích cho cô Yến tiếng ngà nào? Các con hãy phân tích cho cô Yến tiếng ngà nào. À, trong tiếng ngà thì có âm ng đứng trước, âm a đứng sau và dấu huyền được đặt trên a đúng không nào? Cô Yến phân tích lại nhé. Trong tiếng ngà có âm ng đứng trước, âm a đứng sau và dấu huyền được đặt trên âm a đúng không nào? Vậy thì bây giờ các con hãy đánh vần cho cô Yến tiếng ngà nào. Chúng mình hãy đánh vần nào. Ngờ a nga huyền ngà. Ngờ a nga huyền ngà. Ngà. Lại nhé. Ngờ a nga huyền ngà. Ngà. Nào bây giờ con hãy đánh vần, sau đó đọc trơn cho cô Yến tiếng mới này nào. Rất tốt. Ngờ a nga huyền ngà. Ngà. Tiếp theo chúng mình cùng quan sát cô Yến có bức tranh số 2. Con quan sát và cho cô Yến biết đây là con gì? Con gì đây? À, đây là con nghé đấy các con ạ. Cô Yến có tiếng nghé. Chúng mình đọc cho cô nào. Nghé. 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 Vậy chúng mình quan sát tiếng nghé và cho cô Yến biết tiếng nghé gồm có những âm nào ghép lại. Tiếng nghé gồm có âm ng, âm e và thanh sắc đặt trên e đúng không nào? Vậy thì chúng mình cùng phân tích cho cô Yến tiếng nghé nào. Các con hãy phân tích cho cô Yến tiếng nghé nào. Tiếng nghé gồm có âm ng đứng trước, âm e đứng sau, thanh sắc được đặt trên e đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình hãy đánh vần cho cô Yến tiếng nghé nào. Ng e nghe sắc nghé. Ng e nghe sắc nghé. Nghé. Lại nhé. Ngờ e nghe sắc nghé. Nghé. Các con thân mến, vậy thì hôm nay cô Yến đã dạy cho chúng mình âm nào mới và tiếng nào mới. Cô Yến đã dạy chúng mình âm nào mới và tiếng nào mới đây? À, ngày hôm nay thì cô đã dạy chúng mình âm ngờ. Trong đó có âm ng đơn và âm ng ghép đúng không nào? Chúng mình cũng được học hai tiếng mới, đó là tiếng ngà và tiếng nghé. Bây giờ các con hãy đánh vần và đọc trơn cho cô Yến hai tiếng này nào. Ng a nga huyền ngà. Ngà. Ng e nghe sắc nghé. Nghé. Bây giờ các con hãy tìm lấy ở bộ đồ dùng lắp ghép của mình và ghép cho cô Yến chữ ng đơn và ghép cho cô Yến tiếng ngà. Các con ghép cho cô Yến chữ ng đơn và âm ng và sau đó ghép cho cô Yến tiếng ngà. Các con ghép được chưa?
Chúng mình có ghép giống như này không? Đầu tiên chúng mình chúng mình lấy âm ng cho cô Yến trước này, được chưa? Sau đó chúng mình ghép tiếng ngà. Để ghép được tiếng ngà thì chúng mình sẽ lấy âm ng đứng trước, sau đó chúng mình ghép đến âm a đặt sau âm ng và thanh huyền đặt trên đầu âm a, được chưa? Tiếp nhé. Bây giờ chúng mình hãy ghép cho cô Yến âm ng kép và tiếng nghé. Chúng mình ghép cho cô âm ng kép và tiếng nghé cho cô nào. Các con ghép được chưa? Chúng mình có ghép được âm ng kép này không? Rất chính xác đúng không nào? Tiếp theo, chúng mình ghép cho cô Yến tiếng nghé. Để ghép được tiếng nghé thì chúng mình cũng lấy âm ng đứng trước. Lưu ý là âm ng, ng ghép đúng không nào? Tiếp tục chúng mình ghép đến âm e và thêm thanh sắc ở trên đầu âm e. Được chưa? Các con đã ghép được chưa? Chúng mình đã ghép được hai âm mới và hai tiếng mới của ngày hôm nay rồi đúng không nào? Như vậy thì chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần bài tập để chúng mình sẽ củng cố bài tập ngày hôm nay, bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình đọc bài 2 cho cô nào. Bài 2 yêu cầu tiếng nào có chữ ng, tiếng nào có chữ ng đơn và tiếng nào có chữ ng ghép. Các con quan sát tranh và đọc cho cô Yến các từ ngữ ở dưới mỗi tranh này nào. Các con đọc nào. Bí, ngô, ngõ, nhỏ, nghệ, ngã, nhà, nghỉ. Vậy thì bây giờ các con hãy đọc thầm và phát hiện cho cô Yến những tiếng nào có chữ ng đơn và những tiếng nào có chữ ng kép nhé. Bài tập này chúng ta sẽ làm vào vở bài tập. Chúng mình sẽ làm vào vở bài tập cho cô nhé. Các con có thể dùng bút chì gạch một gạch dưới chữ ng đơn và gạch hai gạch dưới những tiếng có chữ ng ghép cho cô Yến nhé. Nào chúng mình cùng tìm những tiếng nào mà có chữ ng đơn và những tiếng nào có những chữ có chữ ng ghép cho cô Yến nào. Các con làm xong chưa? Cùng kiểm tra với cô Yến nào. Trong hình số 1, bí ngô là ng nào đây? Đó là ng, ng đơn đúng không nào? Cô Yến sẽ dùng mũi tên để chỉ, còn chúng mình sẽ dùng bút chì để gạch chân nhé. Tiếp theo. Cô Yến phát hiện còn trong tiếng ngõ nhỏ, trong tiếng ngõ chúng ta cũng sử dụng ng đơn đúng không nào? Tiếp theo, còn tiếng nào sử dụng có chữ ng đơn nữa không? Đó là tiếng ngã đúng không nào? Ở hình số 4 đúng không nào? Trong tiếng ngã cũng có chữ ng đơn đấy các con ạ. Như vậy là bài tập này chúng mình đã tìm được ba hình chứa tiếng có chữ ng đơn đúng không nào? Tiếp theo chúng mình cùng tìm các tiếng có chữ ng kép cho cô Yến nào. Đó là tiếng nghệ và tiếng nghỉ trong từ nhà nghỉ của hình số 5 đúng không nào? Như vậy là chúng ta đã tìm được hai hình chứa tiếng có chữ ng kép rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng nhau đọc lại bài tập này nhé. Chúng mình đọc cho cô các từ này nào.
ngờ, ngờ. Bí ngô, ngõ nhỏ. Ngệ, ngã, nhà nghỉ. Vậy thì các con có biết khi nào thì chúng mình sử dụng chữ ngờ đơn và khi nào thì chúng mình sử dụng chữ ngờ kép không? À, khi viết chính tả thì chúng mình sẽ phải sử dụng chữ ngờ đơn và ngờ kép. Vậy thì khi nào sử dụng chữ ngờ đơn và khi nào sử dụng chữ ngờ ghép khi viết chính tả thì chúng mình cùng tìm hiểu sang phần tiếp theo nhé. Các con cùng quan sát vào bài tập số 3, đây là phần ghi nhớ. Chúng mình cùng quan sát vào bảng quy tắc chính tả ngờ đơn và ngờ ghép. Ngờ đơn và ngờ ghép đúng không nào? Vậy thì khi nào được viết thành ngờ đơn và khi nào thì được viết thành ngờ ghép nào? À, khi âm ngờ đứng trước các âm e, ê, y ngắn thì được viết là ngờ ghép đúng không nào? Ví dụ như trong các tiếng nghe, nghe, nghi, được chưa? Cô Yến nhắc lại nhé. Âm ngờ được viết là ngờ kép khi âm ngờ đứng trước các chữ, đứng trước các âm e, ê, y. Ví dụ như trong các tiếng nghe, nghe, nghi. Được chưa? Các con đã nắm được chưa? Tiếp theo, còn khi đứng trước các âm a, o, ô, vân vân, tức là các âm không phải là các âm e, i thì âm ngờ được viết là ngờ đơn đúng không nào? Cô Yến nhắc lại nhé. Khi mà đứng trước các âm a, o, ô, vân vân, tức là các âm không phải là âm e, i ngắn thì chúng ta sẽ viết là chữ ngờ đơn đúng không nào? Ví dụ như ở trong các tiếng ngà, ngõ, ngô, vân vân thì chúng mình sẽ sử dụng là chữ ngờ đơn. Được chưa? Bây giờ chúng mình hãy đọc cho cô Yến các tiếng này nào. Nghe, nghề, nghi, ngà, ngõ, ngô. Được chưa? Vậy thì ở phần 3 ghi nhớ này, chúng mình phải ghi nhớ bảng quy tắc chính tả ngờ đơn và ngờ kép để chúng mình viết chính tả không bị nhầm lẫn quy tắc chính tả này nhé. Tiếp theo, chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 4 nào. Các con đọc cho cô Yến tên đầu bài nào. Đọc cho cô Yến tên bài tập đọc này nào. Bài tập đọc này có tên như sau: Bi nghỉ hè. Bài tập đọc này kể về chuyện Bi nghỉ hè ở nhà bà các con ạ. Bây giờ các con hãy nghe cô Yến đọc mẫu nhé. Bi nghỉ hè. Nghỉ hè, Bi ở nhà bà. Nhà bà có gà, có nghé, ổ gà bé bé, gà có ngô, nhà nghé nho nhỏ, nghé có cỏ, có mía. Cô Yến đọc lại một lần nữa nhé. Bi nghỉ hè. Nghỉ hè, Bi ở nhà bà. Nhà bà có gà, có nghé, ổ gà bé bé, gà có ngô, nhà nghé nho nhỏ, nghé có cỏ, có mía. Vậy để các con đọc tốt bài tập đọc này thì chúng mình sẽ luyện đọc các từ ngữ. Con hãy đọc cho cô những từ sau. Đọc cho cô nào.
Nghỉ hè. Đọc tiếp cho cô. Nhà bà. Con đọc tiếp cho cô nào. Nghé. Ổ gà. Con đọc nào. Ổ gà. Ngô. Nho nhỏ. Và từ này là mía. Các con đọc lại cho cô Yến các từ ngữ này nào. Nghỉ hè. Nhà bà. Nghé. Ổ gà. Ngô. Nho nhỏ. Mía. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chia câu ở bài tập đọc này nhé. Bài tập đọc này có 6 câu. Từ đầu đoạn, câu đầu tiên là nghỉ hè đi ở nhà bà. Tiếp theo, câu thứ hai đến dấu chấm đó là nhà bà có gà, có nghé. Tiếp theo, câu 3, ổ gà bé bé. Câu 4 là gà có ngô. Tiếp theo, câu 5, nhà nghé nho nhỏ. Và câu cuối cùng cũng là câu 6 đấy các con ạ. Nghé có cỏ, có mía. Như vậy là cô đã vừa chia câu cho chúng mình rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đánh phần và đọc trơn từng câu một nhé. Các con lưu ý này, khi mà chúng mình đọc câu 1, câu đầu tiên thì chúng mình sẽ phải đọc tên, đọc cả tên đầu bài cho cô nhé. Chúng mình cùng đọc nào. Bi nghỉ hè. Ngờ y nghi hỏi nghỉ. Hờ e he huyền hè. Bờ y bi. Ơ hỏi ở. Nhờ a nha huyền nhà. Bờ a ba huyền bà. Nghỉ hè bi ở nhà bà. Tiếp theo câu số 2. Các con lưu ý này, khi mà chúng mình đọc trơn tốt rồi thì chúng mình không cần đánh vần nữa nhé. Còn bạn nào mà chưa đọc trơn tốt được, chúng mình có thể đánh vần, sau đó là chúng mình sẽ đọc trơn lại nhé. Nhờ a nha huyền nhà. Bờ a ba huyền bà. Cờ o co sắc có. G a ga huyền gà. Cờ o co sắc có. Ngờ e nghe sắc nghé. Nhà bà có gà, có nghé. Tiếp theo các con đọc cho cô ba nào. Ô hỏi ổ. G a ga huyền gà. Bờ e be sắc bé. Bờ e be sắc bé. Ổ gà be bé. Tiếp theo câu tiếp theo nào. Câu 4. G a ga huyền gà. Cờ o co sắc có. Ngờ ô ngô. Gà có ngô. Chúng mình cùng đọc câu 5 nào. Nhờ a nha huyền nhà. Ngờ e nghe sắc nghé. Nhờ o nho. Nhờ o nho hỏi nhỏ. Ngờ e nghe sắc nghé. Cờ o co sắc có. Cờ o co hỏi cỏ. Cờ o co sắc có. Mờ e mia sắc mía. Nghé có cỏ, có mía. Như vậy là cô trò mình đã luyện đọc từng câu rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc theo đoạn nhé. Ở bài tập này, cô Yến sẽ chia ra làm
À, chia ra làm hai đoạn. Mỗi đoạn thì có 3 câu. Đoạn 1 là câu 1, câu 2 và câu 3 đến ổ gà bé bé đúng không nào? Còn đoạn 2 là đoạn còn lại là từ gà có ngô cho đến đến nghé có cỏ có mía, các con nhớ chưa? Đoạn 1 là 3 câu đầu tiên. Tiếp theo, đoạn 2 là 3 câu còn lại. Các con nhớ nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc theo đoạn nào. Chúng mình nhớ nhé. Khi mà chúng mình đọc đoạn đầu tiên thì chúng mình sẽ nhớ phải đọc cả tên đầu bài cho cô. Chúng mình cùng bắt đầu đọc đoạn 1 nào. Bi nghỉ hè. Nghỉ hè, Bi ở nhà bà. Nhà bà có gà, có nghé, ổ gà bé bé. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đọc đoạn 2 nhé. Gà có ngô, nhà nghé nho nhỏ, nghé có cỏ có mía. Như vậy là cô trò mình đã cùng nhau luyện đọc theo đoạn rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy cùng cô luyện đọc cả bài này nhé. Chúng mình cùng bắt đầu nào. Bi nghỉ hè. Nghỉ hè, Bi ở nhà bà. Nhà bà có gà, có nghé, ổ gà bé bé. Gà có ngô, nhà nghé nho nhỏ, nghé có cỏ, có mía. Bây giờ các con cùng đi vào tìm hiểu bài ngày hôm nay nhé. Bây giờ các con hãy quan sát cô Yến bốn cụm từ này và các con hãy đọc cho cô Yến các cụm từ này nào. Nào, đọc cho cô Yến cụm từ này nào. Nghỉ hè. Tiếp theo đọc cho cô. Nhà bà. Tiếp theo. Có gà, có nghé. Chúng mình cùng đọc cho cô Yến cụm từ này nào. Bi ở nhà bà. Bây giờ chúng mình hãy lấy vở bài tập ra và nối ghép cho cô Yến. Để chúng mình ghép đúng theo câu này nhé. Bao giờ mà làm xong thì chúng mình sẽ hướng lên màn hình của cô để cùng cô Yến chữa bài nhé. Chúng mình sẽ chọn những câu này và chúng mình sẽ nối sao cho thích hợp. Qua bài tập đọc Bi ở nhà, nhớ chưa? Bài tập đọc Bi nghỉ hè, cô Yến xin lỗi. Các con đã làm chưa? Chúng mình đã làm xong chưa? Cùng kiểm tra với cô Yến nào. Các bạn đọc cho cô nào. Nghỉ hè, Bi ở nhà bà. Tiếp theo. Nhà bà có gà, có nghé. Đúng chưa? Các con có làm giống như cô không? Rất là chính xác. Chúng mình sẽ nối cụm từ nghỉ hè với Bi ở nhà bà. Và ý B là nhà bà chúng mình sẽ nối với một có gà, có nghé. Đúng không nào? Vậy thì chúng mình cùng tìm hiểu. Chúng mình cùng đọc bài tập đọc này rồi và cùng tìm hiểu và ghép các câu rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy cho cô Yến viết. Ổ gà nhà bà được tả như thế nào? Ổ gà nhà bà được tả như thế nào? Ổ gà bé bé đúng không nào? Vậy nhà nghé được tả như thế nào?
À, nhà nghé nho nhỏ đúng không nào? Vậy con có biết nghé ở nhà bà được ăn gì không? Nghé ở nhà bà được ăn gì các con? À, nghé có cỏ, có mía đúng không nào? Như vậy là cô trò mình đã cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài đọc ngày hôm nay rồi đúng không nào? Các con thân mến, ngày hôm nay thì cô Yến đã hướng dẫn chúng mình làm quen hai âm mới, hai tiếng mới và các con đã được làm bài tập và luyện đọc rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc toàn bộ bài ngày hôm nay nhé. Chúng mình đọc nào. Bài 22. Ngờ, ngờ. Ngà, nghé. Bí ngô. Ngõ nhỏ. Nghệ, ngã. Nhà nghỉ. Ngờ, e, nghe. Ngờ, ê. Nghề, ngờ. Y, nghi. Ngờ, a. Ngà, o. Ngõ. Tập đọc bi nghỉ hè. Nghỉ hè, bi ở nhà bà. Nhà bà có gà, có nghé. Ổ gà be bé, gà có ngô. Nhà nghé nho nhỏ, nghé có cỏ, có mía. Ngờ, ngà, ngờ, nghé. Như vậy là cô Yến đã cùng các con luyện đọc lại bài tập đọc ngày hôm nay rồi đúng không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các con. Bài đọc của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng mình cùng đón chờ bài tiếp theo của cô Yến nhé.